Một bạn có nick Phan Sư Minh Tuệ và cô Hằng comment thế này: "Chị ơi, cô Hằng nói về thầy Minh Tuệ làm em buồn quá. Em mong chị ra clip nói về việc này. Em tin sự nhìn nhận ở chị." Cảm ơn bạn đã tin tưởng mình. Mình thì thường không đả kích hay nói xấu ai khi chưa biết rõ sự thật bên trong thế nào. Mỗi người sẽ có quan điểm sống khác nhau, nên vấn đề này nói đúng hay sai thì cũng khó lắm. Mình từng nghe một bài phân tích thế này: trong đám gù thì người thẳng lưng là người khuyết tật. Một người mà bị cả làng nói xấu thì có xấu không? Chưa chắc. Thế một người được cả làng khen tốt thì có tốt thật không? Cũng chưa chắc. Vậy làm sao mình biết được đó là người tốt hay là kẻ xấu? Phải đi xem cái làng đó đó là làng tốt hay là làng xấu. Một làng xấu thì người tốt nhất của làng ấy chính là kẻ xấu nhất. Bao nhiêu người có được cái nhìn như vậy, hay vừa nghe xấu liền tin xấu, vừa nghe tốt thì liền tin tốt. Bạn đang sống giữa xã hội như thế nào? Đừng chỉ nghe một chiều đã vội phán xét đúng sai. Còn theo quan điểm cá nhân của mình thì chẳng việc gì phải buồn cả bạn à. Vì cô Phương Hằng cũng đã nói gì Sư Minh Tuệ đâu. Cô vẫn còn úp mở, chưa nói rõ vấn đề thế nào thì cũng đâu có dữ kiện gì để bạn phán xét hay là buồn vui. Mà dầu cô Hằng có nói tốt hay là không tốt về Sư Minh Tuệ thì cũng chẳng có việc gì phải buồn lo hết. Trong Kinh Pháp Cú có câu như tảng đá kiên cố không gió nào dao động, cũng vậy giữa khen chê người trí không dao động. Sư Minh Tuệ đang thực hành theo lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, rèn luyện tính kham nhẫn và từ bi, tâm kiên định không dao động trước những lời khen chê, thì sư cũng đâu cần ai phải đứng ra bên vực bảo vệ mình hay là buồn giận dữ vì mình đâu. Nếu bạn là fan của Sư Minh Tuệ thì nên học theo hạnh của sư là kham nhẫn nè, từ bi nè. Dù ai có chửi mắng đánh đập sư thì sư vẫn vui vẻ và chúc cho họ hạnh phúc, chứ đâu có buồn hay là giận. Nếu một người rải cánh hoa vào người khác thì tai người ấy nhất định sẽ thơm. Còn nếu một người đứng ngược gió mà tung bụi vào bậc chân tu thì bụi ấy sẽ tự quay trở lại người tung, chứ bậc chân tu cũng chẳng ảnh hưởng gì. Ngày xưa vào thời Đức Phật cũng có một số ngoại đạo chửi bới Đức Phật, nhưng Ngài không chút sân giận mà vẫn thông thả đi. Thấy Phật thản nhiên làm thinh, họ tức giận chặn Phật lại hỏi: "Cụ Đàm có điếc không?" "Ta không điếc." "Ngài không điếc, tại sao không nghe tôi chửi?" "Này Bà La Môn, nếu nhà ông có đám tiệc, thân nhân tới dự, mãn tiệc họ ra về, ông lấy quà tặng họ, họ không nhận, thì quà ấy sẽ thuộc về ai?" "Quà ấy thuộc về tôi chứ ai." "Cũng vậy, ông chửi ta không nhận, những lời mắng chửi đó sẽ quay về ông. Như vậy mới thấy, những lời cuồng dại của chúng sanh, Ngài không chấp, không buồn. Còn chúng ta do si mê, chỉ một lời nói nặng, nói hơn, nói bóng gió mà ôm ấp mãi trong lòng, vì vậy mà khổ đau triền miên. Đạo Phật vi diệu, nhưng không phải ở chỗ nói, mà tuyệt vời ở chỗ thực hành, có thể mang lại nhiều lợi ích lớn lao cho tâm của hành giả. Sở dĩ chúng ta không hiểu là vì học mà không hành, cứ nghĩ tu là cái gì xa xôi lắm, nhưng thực tế nó chỉ là rèn luyện thân tâm ngay trong chính cuộc sống này. Chúng ta tự nhận mình là con Phật thì nên cố gắng noi theo gương cha lành của chúng ta, có phải không các bạn?